Chào mừng cốc xe số tầm trung 125 phân khối đang được bày bán tại Việt Nam chúng ta theo hình thức nhập khẩu ấy, có nổi lên hai dòng xe là dòng xe Honda Way 125i đến từ thị trường Thái Lan với một thiết kế cao cấp, sang trọng, lịch lãm, khối động cơ mạnh mẽ và độ hoàn thiện rất cao các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình. Và một mẫu xe nữa với nối thiết kế độc, lạ, dị và rất nhiều những thứ hay ho, chiếc xe TVS Rockled 125 được nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ. Và thông qua video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết hai mẫu xe nhập khẩu này để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Tôi đang xin chào tất cả các bạn, click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Way 125i của Thái, một phiên bản màu trắng xanh rất đẹp và cuốn hút luôn. Phải nói một điều rằng ấy, cái sự phối màu đến từ thị trường Thái Lan luôn luôn đẹp, ấn tượng và cuốn hút các bạn nha. So với những cái mẫu xe future tại Việt Nam chúng ta hiện hành thì những màu sắc này toàn là những màu sắc đẹp. Kèm theo đó nữa ấy, là thiết kế của mẫu xe Way 125i của Thái này ấy, nó được thay đổi thiết kế khác biệt rất nhiều so với mẫu xe future tại Việt Nam chúng ta. Dù form dáng vẫn tương tự như từ phần đầu xe, thân xe đến đuôi xe và những trang bị trên xe cũng có nhiều điểm khác biệt. Mình sẽ lướt qua một vòng trước đã, sau đó sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 4 của năm 2024 để với những bạn nào đang quan tâm tới dòng xe này, giá bán cực kỳ ok luôn các bạn nha. Có thể tham khảo thông qua video của mình. Với sự xen kẽ giữa màu trắng và màu xanh kết hợp với nhau, yên xe và một số mảng nhựa được sơn màu dạng màu xanh tím một chút nhìn khá là ok. Trang bị trên xe vẫn đầy đủ điển hình tiên tiến. Hệ thống đèn của xe được thiết kế tạo hình khá nhiều sự thay đổi, đặc biệt là hệ thống đèn hậu phía sau. Với tạo hình đèn hậu chữ X các bạn nha, hai đèn xi nhan tích hợp chung với phần đèn hậu của xe để tạo ra sự gọn gàng cho mẫu xe này. Các bạn có thể nhìn chính diện cho mình ở phần đầu xe. Thiết kế vẫn hệ thống đèn pha cốt sử dụng bóng LED, đèn đờ mi và đèn xi nhan ở phần phía dưới. Đờ mi là LED, còn xi nhan vẫn trang bị bóng halogen nhưng tạo hình chữ U ở phần mạ chrome chính giữa phần ốp mặt nạ phía trước của xe thay vì chữ V trước đây. Các bạn có thể lưu ý chú ý như vậy. Hiện tại trang bị cho xe vẫn là khối động cơ 125 phân khối, sản sinh ra công suất mô men xoắn thì gần như tương tự thôi, không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên với hệ thống phun xăng điện tử FE thì mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây chỉ ăn xăng ở mức là 1,318 lít trên 100 km, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn các bạn nha. 1,318 lít trên 100 km cho mẫu xe future phiên bản 125 FE này. Trang bị đầy đủ điển hình, chìa khóa 4 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên. Phiên bản cũng sẽ có phiên bản phanh đĩa vành nan hoa và phiên bản phanh đĩa vành đúc. Mặt đồng hồ kết hợp analog và LCD, nội dung này future tại Việt Nam chúng ta là chưa có. Loại bỏ nút tắt bật đèn, có hốc để đồ phía trước của xe các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Tạo hình thiết kế rất đẹp các bạn nha. Nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan luôn. Với tên gọi là Way 125i của Thái Lan, các bạn có thể quan tâm theo dõi cho mình như vậy. Dưới yên xe là một chiếc cốp rất rộng để các bạn có thể để được rất nhiều các vật dụng cá nhân khác nhau, để được cả một chiếc mũ full face cả đầu trong phần cốp xe của mẫu xe này. Bình xăng để dưới yên xe, các bạn có thể lưu tâm lưu ý. Rất chi tiết cận cảnh và cụ thể để các bạn có thể nhìn ngắm. Mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Với những bạn nào quan tâm tới chiếc xe này, các bạn đến trực tiếp đại lý để xem xe hoặc có thể thông qua số điện thoại của bạn Quỳnh Trang với số điện thoại cụ thể 0362973808 sẽ được tư vấn về mẫu xe Way 125i của Thái này các bạn nha. Với mức giá bán cực kỳ phải chăng, chỉ từ 76 đến 77 triệu mà thôi, rẻ hơn rất nhiều so với những thời điểm trước đây lên tới 89-90 triệu cho mẫu xe nhập khẩu từ những Thái Lan. Nay chỉ còn 76 đến 77 triệu cho chiếc xe màu trắng các bạn đang theo dõi trên màn hình. Quá ok luôn, cam kết giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi các bạn nha. Anh em nào quan tâm, xe vẫn đang còn hàng, đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình, lựa chọn cho mình mẫu xe Future hay là Way 125i của Thái này, rất ok luôn. Sau đây thì mình sẽ chuyển sang một mẫu xe nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ với một thiết kế độc lạ dị, cũng rất là thể thao phong cách, khối động cơ là 125 phân khối. Tuy nhiên thì giá bán của dòng xe này đang được bán tại Việt Nam chúng ta cực kỳ ok các bạn nha, thậm chí còn rẻ hơn cả future tại Việt Nam chúng ta luôn. Với mức giá bán của dòng xe sử dụng côn tay bán tự động này, một điểm nhấn quan trọng là côn tay bán tự động là có thể sử dụng côn tay cũng được mà không sử dụng vẫn có thể điều khiển mẫu xe này được. Với mức giá bán chỉ vào khoảng tầm 25 triệu 800 nghìn đồng mà thôi. 25 triệu 800 nghìn đồng mà thôi các bạn nha.
Đây chắc chắn là một làn gió mới với sự xuất hiện một siêu phẩm đến thị trường Ấn Độ để gia tăng cái tính tùy chọn trong cúp xe số 125 phân khối đang được bán tại Việt Nam chúng ta. Hệ thống đèn hậu phía sau, hai đèn xi nhan thì được làm mà tách rời sang hai bên. Nội dung này thì mình thấy chưa được ấn tượng lắm so với những thiết kế đơn thuần đến từ những nhà Honda, Yamaha các bạn nha. Giảm sóc phía sau, giảm sóc đôi có bình dầu, các bạn có thể lưu ý. Phiên bản cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa, vành đúc. Rất cụ thể luôn. Thiết kế hầm hố thể thao đẹp, khá giống với những cái mẫu xe như là dòng xe Suzuki Acelo trước đây, hay những cái tạo hình thiết kế thể thao giống như cái mẫu xe Exciter phiên bản 135 các bạn nha. Với hệ thống đèn thì vẫn đang trang bị hệ thống đèn là halogen mà thôi, có vắt gắn biển số phía trước. Hiện tại mẫu xe cũng được trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI, ăn xăng đâu đó vào khoảng tầm 1,8 lít trên 100 km. Tầm đó các bạn nha, 1,8 lít trên 100 km. Chính xác thì là vào khoảng tầm 1,618 lít trên 100 km. Mình có thể lưu tâm lưu cho mình như vậy để các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Với cái mức tiêu nhiên liệu của mẫu xe ở đây cũng là một mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu khá là vượt trội. Thêm một số những cái thứ hay ho đáng để quan tâm mà mình sẽ cứ giới thiệu sau đây gửi đến bạn cùng tham khảo ấy. Ngoài việc thiết kế thể thao hao giống với những cái mẫu xe như Suzuki Acelo trước đây ra, thì mẫu xe này sẽ có một số điểm nhấn này để các bạn có thể lưu ý. Thứ nhất nhé, mẫu xe số phổ thông duy nhất tại Việt Nam chúng ta hiện tại đang được trang bị bảng điều khiển nằm ở giữa. Bảng điều khiển này không chỉ là phát nhạc được mà nó còn dùng để bắt sóng đài FM, có thể nghe radio hoàn toàn ok với vị trí chính giữa luôn. Hệ thống phun xăng điện tử FI rất tiết kiệm nhiên liệu. Khối động cơ 4 thì 105 phân khối sản sinh ra công suất 9,8 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 9,8 Nm. Với khối động cơ này thì nó sẽ cho ra mức tiêu nhiên liệu như mình đã chia sẻ rồi, 1,618 lít trên 100 km các bạn nha. Thiết kế khá là ok. Logo TVS Doc đây, các bạn có thể nhìn cận cảnh và chi tiết. Thêm nữa, mẫu xe này là mẫu xe côn tay bán tự động hiếm hoi và gần như duy nhất tại thị trường Việt Nam chúng ta tính đến thời điểm hiện tại. Đặc điểm của mẫu xe này là trang bị hệ thống cần côn và hệ thống cần số 2 chiều. Trong quá trình vận hành, người điều khiển có thể lựa chọn giữa thao tác bóp côn và vào số, giống như mẫu xe côn thông thường các bạn nha. Hoặc các bạn có thể vào số một cách bình thường, giống như dòng xe số phổ thông như Future này hay Way 125i hoàn toàn ok. Các nút chức năng phía bấm trên xe trang bị đầy đủ, màn hình cũng kết hợp analog và LCD để các bạn có thể nhìn ngắm. Có vị trí bảng điều khiển để có thể bật được loa, rồi bật được đài FM, cũng như có thêm cổng USB để các bạn có thể kết nối sạc điện thoại. Thậm chí các bạn có thể cắm được USB vào để nghe nhạc luôn trên cái mẫu xe TVS Roc Red 125 này. Rất chi tiết và cận cảnh. Chìa khóa thì ở phần hông xe, các bạn mới mở phần yên xe thì sử dụng chìa khóa ở hông xe các bạn nha. Chìa khóa chỉ là 3 trong 1 mà thôi. Đầy đủ điển hình rồi. Với mức giá bán và rất nhiều những thứ hay ho như vậy thì đây chắc chắn là một cái mẫu xe đáng được mong đợi trong thời gian tới. Hiện chiếc xe này đang được bày bán tại thị trường Việt Nam chúng ta thông qua siêu thị xe máy Minh Long, cho những bạn nào quan tâm có thể tham khảo và lựa chọn các bạn nha. Với mức giá bán vẫn cam kết là 25 triệu 800 nghìn đồng, giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là làn gió mới trong thời gian vừa qua thì được rất nhiều các bạn quan tâm lựa chọn tham khảo rồi. Đây là vị trí phía cốp xe của mẫu xe. Với mẫu xe này thì cốp xe không rộng như dòng xe Way 125 của Thái được. Nhưng với mức giá bán và những cái gì hay ho thì mình nghĩ đáng để quan tâm. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Tô Nam đã chia sẻ với hai dòng xe phân khúc 125 phân khối được nhập khẩu và đang bày bán tại thị trường Việt Nam chúng ta. Rồi, các giá trị của mình, hoan nghênh chia sẻ đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.